Hello các bạn, thì mình là Chuối đây. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục chơi game Toilet. Thích bì đọc 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 chết chết, thích bì đọc đếp đếp đếp. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại clip tiếp theo của mình. Thì mình là Chuối đây. Thì trước khi vào clip, mong các bạn bỏ ra vài giây để like, để kênh giúp mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Thì ở clip này, mình sẽ mang con upgrade Titan Clockman, con Zulit gọi là hiếm nhất hiện tại và giá trị cao nhất hiện tại, mang đi chơi để xem với con Zulit này mình có thể sở hữu được gọi là những cái kèo, những cái deal nào ngon nha các bạn, để xem là cái giá trị quy đổi của con này sẽ ra sao nha các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ gọi là bật chơi lên đã, xong mình sẽ chat là như nào nhỉ, UTM for good offer. Đấy, đây là gọi là bây giờ mình sẽ đi chơi thế này. À, bây giờ mình có lên gọi là đặt vào đây không nhỉ? Làm bán thử nhỉ. Mình có lên bán thử không? Bán thử. À thôi, bán tí thì chẳng may lỗi mất. Bây giờ mình sẽ bật chơi lên và mình sẽ chơi thử để xem có ai gọi là có cái một cái offer tốt cho cái con gọi là UTCM đấy không. Nhưng nãy giờ không có ai. Chơi à? Ở đây chê hết nhỉ. Đây rồi, con mồi đầu tiên nào. Mình gọi là thêm cái kèo gì vào đây. Dô cái gì, WhatsApp, dô cái gì bây giờ, kèo gì thì ép vào, offer đâu thì nhét vào đây để xem chơi được cái con gì ngon không. À thì nói cho các bạn một bí mật là mình và là sao nhỉ, mình chơi con UTCM này mất hai con Up The Real và một con DJ TV Man. My offer and a wizard had about this game for it. Cái gì offer này á, offer lỏ này á, ít nhất là phải hai con Up The Real chứ, offer này thì đòi cái gì em cậy. Offer này tôi cho ông con Hyper. Offer này cũng ngon, hay mình giả vờ Z đi nhỉ, Z đi phát mình chôn nhá, chôn Z đi này. Thôi tí Z đi nhầm xong lag thì thôi, offer đấy thì chịu rồi các bạn, không chơi được offer đấy là mình lỗ đấy, tại vì mình chơi con này mất hai con cái gì, một con Godly qua một con Ultimate à, giỡn mặt thật, ui khóa luôn á, đùa, thôi chịu, kèo đấy thì chịu, cái kèo đấy thì không chơi được các bạn ạ, bạn này ông này vừa chơi rồi, không chơi lại nữa, tội người khác đi. Thì thôi đừng có sờ spam nữa. Thôi không chơi cho đâu. Kèo gì kèo lỗ vậy trời. Mình đã mất hai con Up The Real với cả một con DJ để đổi sang con này. Thì ít nhất phải là kèo gọi là hai con Up The Real chứ. Mình mới gọi là gần hòa thôi. Lỗ con DJ các bạn ạ. Đừng cứ sờ spam. Cái gì? Thì lèm mi át là cái gì? Mình tiếng Anh đã rốt rồi. Thì anh đã rốt mình gặp phải cái kèo này đó. Ui, cái ông này ông ấy quen thân rồi, ông ấy spam mình các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ nhảy sang xem vừa khác nha. Ok các bạn ơi, thì mình đã nhảy sang xem vừa khác rồi. Thế cái ông kia ông ấy spam liên tục luôn, không chịu được, không gọi là cản được. Bây giờ mình sẽ sang đây để xem là có ai gọi chơi cho mình cái kèo gì ok không. Ủa rồi chơi cho cái kèo gì đấy, bên đây gọi là không có con gì. Ui cái con Godly này khó kiếm hay sao nhỉ, mình thấy gọi là ít người sở hữu phết. Đây cái gì chơi mi đây này, mình phải ghi rõ nhỉ. Up The Red, có nhiều người gọi là người ta không biết tên con này viết tắt Titan Clockman for good offer. Đây cái này là chuẩn này, thế này là chuẩn tên của nó này các bạn. Chứ viết UTCM là chưa chắc là mấy người kia đã biết là con nào đâu. Viết UTCM chưa chắc là đã viết tắt của con nào đâu. Không ai thèm offer nhỉ. Kèo ngon không ai thèm offer, trời ơi. Ui nãy giờ nó lên gọi là lúc chiều mình đổi con này là khoảng 160 exit hay là 180 mà giờ nó lên 220 exit. Có nghĩa là giá của nó sẽ tụt theo từng ngày các bạn. Giá của nó sẽ tụt theo từng ngày nhá. Nói chung là mình cái giá lúc chiều mình chơi là hai con Up The Real mà bây giờ là không biết có quay lại được hai con Up The Real không, sợ bây giờ tụt giá rồi cơ.
Ơi, quay chơi à? Đây đây. Vai. What? UTCM đây. Vậy mấy ông này không thấy chat à? Thì tôi nhảy server đấy, server này không có kèo này các bạn ạ. Không có mồi ngon rồi. Nói chung là server này không có mồi ngon rồi. Là mình nhảy server khác. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình đã gọi là nhảy sang server khác rồi. Và vừa nãy mình đi game, bây giờ mình vào mình phải chat lại các bạn ạ. Không biết có thanh niên nào có khả năng để chơi cái con Uplock này của mình. Từ từ, bây giờ mình xem là đây, mình sẽ bán đi, đặt lên đây để cho người ta thấy là mình có con đây. Mình sẽ để giá khoảng 1.999.000 game. Được chưa? Sale luôn. 1.999.000 game, sợ sale nhầm thôi các bạn ạ. Sale nhầm, sale nhầm giá thôi. Nhầm giá là mình liệm đấy. Ô. À đây, con mồi đây rồi. Con mồi đây các bạn ơi, con mồi đây rồi. Không biết sẽ cho mình offer gì đây. Bây giờ mình gọi là nhảy server lia liệu đấy. Không biết sẽ cho mình offer gì. How you got họ là làm cách nào để mình sở hữu nó à? Open time create. Thế mà cũng phải hỏi. Thế mà cũng phải hỏi. Có offer thì nhét vào. Có offer thì nhét vào, đừng có hỏi nhiều, đừng có lắm chuyện. Có mỗi cái việc đấy thôi mà cũng phải. Ui giời, hai con goli to thế nhở? Tự nhiên thấy hai con goli nó to thế các bạn. À, offer bạn thì partner of the dog thì sao lại partner của khó này tích cứu này z đi này lừa thôi lừa thôi full btv là cái gì bây giờ mình trêu là ép mình sẽ trêu là thêm vào các bạn bây giờ phải kêu là thêm vào có cái gì ui giời thêm hết chắc là thêm hết kho unit luôn đấy các bạn ạ. Úi giời chắc là thêm hết kho unit vào đây nhưng mà thế này thì thôi hết cứu kho đấy thì không chơi được kho khác đi xem có dân chơi nào có kho khác không. Ui giời toàn tô xích này con tô xích này cả mỡ úi giời thề mang hết unit đổi luôn các bạn mang hết kho unit vào luôn cái tầm này là gọi là mang hết unit đi đổi luôn chắc là cả dương unit đấy cả dương unit luôn các bạn mang hết gia tài để đổi con Uplock này. Cái gia tài này giá trị nó không được cao còn ít ra còn có thêm một con hyper như cái ông đầu tiên ấy, thì giá nó còn ok chứ nên giá này trông lỏ đấy chuối riu cái gì chuối đang đi chơi nhá đừng có riu đủ người đây ui rồi thêm nhiều đấy ui rồi thêm luôn 200 game lột hết ra để xem ông này nào Iron Man King à Iron Man King 210 game à, 210 game thì nhiều người quá không tìm được. Ui giời, thêm hết gia tài vào mai đời đấy. Ước mơ unit à, ước mơ nhưng mà ước mơ này hơi xa vời rồi. Với cái đống unit này thì hơi xa vời rồi. Sorry. I can. Tôi éo thể. Cái ước mơ này thì thôi, cái kho, thêm hết kho unit mà không còn gì nữa rồi các bạn ạ. Không còn gì nữa mà. Nói chung là thêm hết kho unit vào nhưng mà cái giá trị nó lại hơi lủng các bạn ạ. Tính ra con này bây giờ đi chơi hơi khó nhỉ. Làm sao để mình chơi lại được hai con up the real bây giờ. Mình vẫn còn là mong cái kéo hai up the real thôi. Tính ra con này nào khiến nhiều người phải gọi là bỏ hết tài sản ra các bạn ạ. Bỏ hết tài sản ra để chơi đấy. Bán hết tài sản ra để chơi đấy. Nhưng mà gọi là tài sản này chưa thấy ai giàu có cả chưa thấy ai rồi là ui cái gì đấy con này đòi chơi con này á ừ con này thì mới thật đấy 14, nhưng mà mới gì là 14.000 exit rồi hết cứu you lucky à có nghĩa là bảo mình may mắn ấy. Mình thật ra mình có may mắn éo đâu mình gọi là phải chơi hai con drill với một con DJ mà cảm ơn thôi tầm này cảm ơn thôi lucky thật ý nếu mà mở được con này lucky thật các bạn ạ. Bạn nào mà mở được con này là chúa tể của Lucky luôn, chúa tể may mắn luôn. Thế cái tầm chúa tể may mắn mới chơi được con này. Anh chuối anh đang bận, tránh ra đi, tránh ra, anh đang bận nhá. Xin Kali thì xong có Kali cái này. Ơ, thế này cho con này tính lừa kèo à, dụ kèo tôi à? Ôi con lỏ này vào tính dụ kèo à? Có người người ta mang hết cả gọi là kho unit vào nhưng mà mình cũng chưa đổi. Bên nhưng mà bên server này là gọi là
này chưa có đại gia các bạn ạ. Xem vật này chưa có đại gia. Ôi chắc mình đổi đi. Đổi đi, kiếm đại gia để gọi là có gì mình kiếm một cái kèo là ngon ngon để xem nào. Làm quả liều bán con up liều với giá 1 game nhá các bạn. Chôn thế thì hơi căng ấy nhỉ. Từ từ ở đây bây giờ mình sẽ spam lên xem vừa mới này. Để xem là có dân chơi nào bán không. Ui. Nãy giờ mình chạy mấy server mà không thấy ai bán con up review này đâu nha. À, up clock này đâu nha. Bây giờ mình không thấy người ta bán đâu nha. Kiểu hiếm ấy. 220 người có thì tính ra là sẽ khoảng 200. Nhưng mà tỷ lệ mà một người mang đi bán như mình là hơi khó. Người mang đi bán như mình là hơi khó. Đấy, ông này treo hết rồi ạ. À? Ai, không chơi chủng gì à? Không chơi chủng gì à? Server này nhàm quá. Nhiều cái server kiểu người ta để vào treo để bán unit thôi đấy các bạn. Kiểu bị sao nhỉ? Nói chung là người ta không giao dịch qua, không chat chiếc này. Nó hơi khó. Ui giời, vẫn chỉ có một mình bán thôi. Đây rồi. Đâu, cái con gì? Marada là ai đây? Hi. Nâu cái gì? Nâu là không đúng không? Không thì thôi. Đâu bây giờ ông này có con gì không? Có con gì bỏ vào đây? Inside the real man á. Upclock. Ừ đây, Upclock đây. Ừ, có hàng gì? Pearly free. Gì đây? Ok, free. Ok, mình ok. I give you. Me. Thank you. Có cái nịt. Không có gì là miễn phí đâu bro. Để còn thể loại xin up the lock free nữa các bạn. Chết đấy, dần chơi đấy. Mỗi người người ta. Ui giời ơi, hai con clock nhỏ đổi một con. Ui, ông này lại lôi hết gia tài vào đây rồi các bạn ạ. Ông này lại lôi hết gia tài vào đây rồi. Để coi. Ui giời, cái gia tài này chắc chỉ đổi được một, không đổi nổi một con hyper. Không đổi nổi một con hyper. Nói gì một con này, con up the rail, anh em up clock này. Ôi tính ra đổi không đổi được con DJ luôn đấy chứ. Ui, kèo này không ổn, kèo này không ngon. Chat tiếp. Thấy hyper chơi cái gì. Ơ, không thấy ai gọi là. Đây xem offer này, offer gì đây. What he? Oh my god, lại còn oh my god. Hết cứu. Wow. Ê, cứu rồi các bạn ơi. Cái gì đây? Z là ai đây? Z. Mình. Sao lại nhắn cho mình là Zil Inchay nhỉ? Tại sao các bạn? Đây, up clock đây, có kèo gì không? Can anyone spare? Bên đây toàn nước ngoài thôi. Zil are what? Mình như kiểu câu what này là kiểu như là huyền thoại các bạn. Đúng không? Huyền thoại mới mở được con này à? Tumon á. Open time grade. Vãi. Có con này thành vua thành chúa rồi các bạn. Lần đầu mình thấy con sở hữu một con Zulip mà thành vua thành chúa đấy. Thật đấy. Lần đầu thấy sở hữu một con Zulip mà thành vua thành chúa luôn. Ủa, rồi ông này có cái gì không? 150 game. À, bán toxic à? Không. Mình lại không chơi bán toxic. À không chơi mua. Ui rồi. 1 triệu game á. 1 triệu game cũng nhiều đấy. 1 triệu game với một con DJ á. Ui, kèo này liệu có ổn không? Kèo này liệu có ổn không các bạn? Ui rồi, ok á. Không. Thế này là mình có hai con up the real đổi qua một con up the real mình 600. Hai con đang ôi không được. Thế này mình lỗ ít nhất là gọi là 200.000 game. Không được. Kèo khác. Cái kèo này không ổn.
Nhì cái gì? Ui. Nice. Ui. Mi. Ui. Kèo này ngon các bạn ơi, kèo này là mình lời hyper. Kèo này là mình lời hyper nha. Lời hyper chắc luôn. Lời hyper chắc luôn nhưng mà sao nhỉ? Ui trời ơi, full delete. Full delete luôn các bạn ạ. Vãi. Full delete, ông này ép hết cả kho luôn à. Ui rồi. Mình đây nhá, mình lúc đầu mình đổi hai con W nhưng một con đi đây. Cái kèo hòa của mình nhá. Bây giờ mình sẽ lãi từ con hyper này trở xuống này các bạn. Từ con hyper này trở xuống là mình lãi lãi này. Ui. Nhưng mà nếu mà ui hai con Speakerman, hai con này 10k 7k thì đó. Ui rồi ngon nhá. Nếu mà mai mai mình chỉ cần có khi cầm hai con up real này đổi lại là mình gọi là có khi mình lãi lãi đống này với con DJ nhá. Bởi vì mai chắc chắn là con up lock này nó sẽ giảm giá các bạn, nó sẽ bị tụt giá vì sẽ có nhiều người mở ra, có nhiều người mở ra được nha, sẽ có nhiều người mở ra thêm con này nữa, exit nó sẽ tăng lên. Ừ, thì giá nó sẽ giảm thôi. Mình sẽ bú kèo này các bạn, tại vì mình đang muốn chơi lại hòa đã, nhưng mà kèo này là hòa luôn rồi, hòa luôn rồi, hòa từ đây rồi. Lại con hyper này đổ xuống, lại được thêm mấy con nhỏ nhỏ này nữa, lại được một đống mythic này. Ui cái đống này chiều cuối tuần giveaway cho các bạn. Ui ông này ép hết kho Zilit luôn. Vai trưởng. Thêm hết kho Zilit vào luôn. Thêm full kho Zilit luôn. Ui. Ui. Nữa này. Ui. Vai. Xem tên ông này là gì đã. Tên ông này trông hơi toang nhỉ. Tao có 13 game này. Bán hết Zilit đi để chơi cái con up clock của mình à. Liệu có ổn không cơ ạ? Chẳng là liệu có ổn không? Ui tì nhiều len đấy. Len này tí mình bán đi nhở. Phải. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, one eternity later. Để xem nào. Mặc dù mình không cần đâu nhưng mà chắc mình cứ bú. Hay thêm gì lắm thế. Un bà nó slot dương mất. Quay rồi. Ô. Công này với công này mất công bán, tí mất công bán. Tôi thế thôi. Ui mình chốt kèo này thôi các bạn, tại vì nếu mà mai nó mà tụt giá mình có khi mình lời được con hyper con DJ, mình lấy hai con này mình chơi. Ok cú luôn kèo này đi, đằng nào cũng hòa mà, kèo này chắc là hòa rồi, chắc chắn là hòa. Gì đây? À, dỡ mặt à? Ok deal rồi lại còn gì nữa, chốt là deal rồi. Rồi ui hòa rồi, hòa rồi, kéo hòa rồi các bạn, hòa rồi, hòa. Ui giời ơi, một đống unit nhưng mà mất mất con up the rail rồi, mất con up the lock rồi. Ui nói chung là đấy, con up the lock nó có thể chơi được như thế đấy các bạn ạ. Thì các bạn xem nếu mà các bạn sở hữu một đấy thì các bạn nên chơi nhanh đi, tại vì mai ngày kia nó sẽ tụt giá. Còn bây thì nói chung là mình lấy lại vốn gốc của mình đã, thích thì mai mình lại mang hai con này với cả con DJ. Đâu rồi con DJ, mình đi chơi tiếp, mình còn dư con hyper nữa cơ. Đấy, ngon thôi. Nói chung clip này là của mình đến đây là kết thúc nhá, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá, bye bye.